Thưa quý vị, kích cầu du lịch được xem như là một lợi thế cạnh tranh giữa các điểm đến. Vì vậy, du lịch Đà Nẵng đang đẩy mạnh kích cầu du lịch 2023 với nhiều nét đổi mới hơn so với các năm trước, hướng đến vào các thị trường khách nội địa và khách quốc tế trọng điểm. Qua đó, kỳ vọng lượng khách tăng trưởng mạnh, góp phần đẩy nhanh tốc độ khôi phục ngành du lịch. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 70% cơ sở lưu trú du lịch hoạt động trở lại với khoảng 35.000 phòng. Trong đó có nhiều phòng mới đáp ứng phục vụ cho du khách. Theo một khách sạn nằm trên đường Nguyễn Văn Thoại cho biết, hiện tại lượng khách lưu trú tại đây khoảng 70-80%, chủ yếu là khách quốc tế, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Để thu hút du khách trong mùa du lịch cao điểm sắp đến, khách sạn đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, đặc biệt là những gói kích cầu du lịch hấp dẫn. Bên khách sạn cũng đã đưa ra rất là nhiều các cái gói dành cho gia đình, cặp đôi, cũng như là dành cho du khách nước ngoài. Về giá phòng thì hiện tại đang offer các chương trình khuyến mãi khoảng tầm từ 20-30%. Ở bên cạnh đấy thì cũng sẽ có các cái chương trình giới thiệu về ẩm thực Đà Nẵng, ẩm thực địa phương. Dưới sự chỉ đạo của Sở Du lịch, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình khai trương mùa du lịch biển 2023 từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 với sự đầu tư làm mới nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, đặc biệt có các hoạt động hướng tới bảo vệ môi trường. Biển thì chúng tôi sẽ tổ chức cái lễ hội về hoạt động văn hóa, thể thao, đặc biệt là có cái festival diều quốc tế, lễ hội đường đua sắc màu, rồi lễ hội ẩm thực miền biển, cùng với cái trưng bày những cái làng nghề truyền thống của xứ Quảng. Đồng thời ở trên Sơn Trà thì chúng tôi tổ chức cái giải cờ tướng kỳ vương đất Quảng ở đỉnh bằng cờ, đồng thời là khai trương cái bánh thi nội địa của Sơn Trà mình ở vị trí CT15 để khai trương các cái tuyến thủy vòng quanh đảo để mà ngắm san hô, đồng thời là ra mắt cái biệt đội giải cứu san hô. Sở Du lịch thành phố cũng đã triển khai chương trình kích cầu du lịch 2023 mang thông điệp tận hưởng Đà Nẵng, enjoy Đà Nẵng nào, với các chủ đề tận hưởng biển, nghỉ dưỡng, tận hưởng vui chơi giải trí, tận hưởng ẩm thực, tận hưởng mua sắm và tận hưởng lễ hội. Cụ thể, vận động tài trợ và tặng khoảng 10.000 voucher miễn phí, sản phẩm dịch vụ du lịch của điểm đến Đà Nẵng theo các chủ đề. Vận động triển khai áp dụng chương trình Happy Hour đối với các dịch vụ tại các cơ sở. Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng cho biết thành phố sẽ có nhiều lễ hội, sự kiện lớn diễn ra xuyên suốt trong năm và các hoạt động vui chơi giải trí về đêm tiếp tục được đẩy mạnh. Tuy nhiên, để kích cầu du lịch có hiệu quả, thì chất lượng sản phẩm dịch vụ phải được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, khẳng định thương hiệu du lịch Đà Nẵng.